Hello, để xem hôm nay Như dắt mọi người đi đâu nha. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog về một ngày đi làm của mình nha. Bây giờ mình đang ở công ty. Đi thôi. Đây là công ty mà Như đã làm việc hơn một năm qua. Như đã được trải nghiệm môi trường văn phòng và thói quen nhận lương ổn định mỗi tháng. Ở đây Như đảm nhận vị trí của team digital marketing nha. Ngoài làm công ty như bình thường thì hôm nay Như có khá nhiều hoạt động thú vị nên quyết định làm một chiếc vlog nè. Đây là chiếc bàn làm việc của mình. Nó khá là bừa bộn. Đến công ty thì điều đầu tiên là mình sẽ check in. Sau đó là dưỡng bởi vì đi ngoài đường có khá nhiều khói bụi. Hôm bữa khen da đẹp thì hôm nay da đã bị dị ứng, thì dị ứng vì test mỹ phẩm. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi và mình mới tới công ty thôi. Mình sẽ quay cho mọi người xem là hiện tại công ty của mình sẽ có những cái buổi sáng hoạt động như thế nào ha. Như tiếp xúc với máy tính khá nhiều nên mỗi ngày đều phải tìm sự mới mẻ trong công việc để tránh cảm giác chán. Xung quanh toàn máy tính như thế này, tuy nhiên Như làm việc ở công ty với đội ngũ trẻ, môi trường về game nên thời gian cũng khá dễ thở hơn nhiều. Hoạt động buổi sáng ở văn phòng thì cũng khá là nhàn. Nói chung là mình sẽ mở cái máy tính để xem những cái task của mình hôm nay cần làm là gì. Thoải mái quá. Đa số những cái vlog mà mọi người xem được ở trên YouTube á, thì đa phần là mình sẽ tự edit luôn. Nên là thời gian để mình làm việc ở công ty và thời gian làm việc ở bên ngoài và nhận thêm job ngoài để làm thì nó hơi hơi quá tải đối với mình. Nó có nhiều đêm thức rất là khuya, từ 2-3 giờ để hoàn thành clip. À hôm nay á, thì mình sẽ mua một con game mới ở trên Steam, đó là game thần trùng. Hôm qua là ngày 15 tháng 9 thì đã buổi trưa là có game rồi, nhưng mà lúc đó đi họp nên là không có biết có game. Và mình sẽ mua con game này trước và tối nay về sẽ test sơ sơ con game này ha. Ta-da! Mình đã hoàn thành mua game xong. Tối nay mình sẽ test game nha mọi người. Hôm nay thì công ty của mình sẽ có một sự kiện là sinh nhật công ty 10 năm nên là có một cái tổ chức nhỏ nhỏ để làm một cái mini game. Thì mình đã canh đúng 10 giờ để vào chơi mini game đó. Làm công ty thích nhất ở chỗ mỗi dịp lễ, Tết đều có mini game, có thưởng hoặc là mail chúc mừng. Nói chung là thấy thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Và đây là công việc hàng ngày của mình. Đây là hình ảnh mình sẽ xử lý để đăng lên fanpage nha. Mình sẽ chèn thêm chữ nè, rồi logo nữa là xong. Đang ngồi làm thì sẽ có đơn giao hàng tới nên mình phải đi xuống để mình nhận đơn hàng. Là của một nhãn hàng mỹ phẩm nhưng mà nhiều khi là mình lại không nhớ là nhãn hàng nào gửi đồ cho mình nữa. Giờ đứng đợi thang máy nè. Công ty của Như thì nằm ở tiết tầng 11, nhưng thang máy được cái đi rất nhanh. Lúc mới vào công ty thì cứ nghĩ nếu tầng 11 thì sẽ đi bộ lên để kết hợp tập thể dục nè. Nhưng không, đó giờ Như không bao giờ đi thang bộ, chỉ đi thang máy thôi. Hi hi. Đơn cho Bảo Như. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn anh, có tiền không anh? Không. Đây là đơn hàng của mình. Cái này để gì ta? Của nhà Shishido. Bây giờ thì mình sẽ lên mình inbox thử nha.
thịt. Ngoài sẽ còn cái cuốn. Khổng Tử có nói, chọn công việc mình thích thì mình sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Cũng đúng, ngoài việc chụp ảnh, review, Như còn thích công việc thiết kế những điều đáng yêu nữa, hoặc là một chiếc clip lưu lại kỷ niệm như thế này nè. Do là chiều nay mình có một cái lịch hơi bận và không thể sắp xếp được, nên là mình đã quyết định xin ốp một bữa chiều. Mình mang một ít đồ công ty về. Trời ơi, ra trễ một chút xíu thôi mà trời đã mưa rồi. A few moments later. Lịch trình trong ngày hôm nay của Như cũng khá đặc biệt. Như sẽ ốp buổi chiều để make up và check in ở một cửa hàng thời trang. Như thích dạng make up hàng ngày, chỉ cần tươi tắn là được. 1, 2, 3, bất ngờ chưa? Hello, xin chào mọi người. Hello mọi người, mình đã đến chỗ check in rồi đây. Đây là K&K Fashion. Hôm nay thì mình sẽ lựa đồ xung quanh đây một vòng. Xinh quá. Như mọi người thấy thì ở khu vực này rất là nhiều đồ đẹp. Đặc biệt là khu vực bên đây là những bộ sưu tập mới của nhà K&K Fashion. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện chọn một vài bộ đồ ở đây để vào bên trong thử đồ và thực hiện buổi quay check in của mình. Đi thôi. Ở nhà thì mình cũng đã để ý một vài mẫu rồi. Mọi người thấy không? Rất là xinh xắn, đậm hoa hoa. Bộ tiếp theo mình sẽ chọn là bộ này. Cái này là họa tiết hoa cúc, rất là dễ thương. Cái bộ này đó ha. Bộ này thì sẽ có thiết kế là hơi hướng công chúa chút xíu. Xanh này nó cũng tựa tựa mẫu trắng mọi người, nó sẽ là kiểu sẽ eo rất là đẹp. Đầm trắng này thì hơi hướng baby doll, nhưng mà dạng này thì mình không có thích lắm. Baby doll thì hình mình sẽ mặc ở trên gối nhiều hơn, còn baby doll dưới gối thì nó sẽ mang cái hơi dài dặn á, nên là mình sẽ ít chọn những cái mẫu này. À đây, một màu xanh cobalt rất là đẹp mắt. Màu xanh này là nó có sẻ eo nè, nhưng mà lấy luôn. Mình sẽ thử với phong cách sẻ eo quyến rũ thế này. Mẫu này luôn đi. Mẫu này thì mannequin mặt mình thấy cũng rất là đẹp. Họa tiết hoa nhí bồng bềnh. Thực sự là khi mình đi làm công ty rồi thì mình cũng rất là ít có dịp đi shopping á. Tại vì hầu hết làm ở công ty xong rồi về nhà, không có thời gian shopping nhiều. Đặc biệt là những chốt mà check in ở shop thời trang á, thì mình bắt đầu được thỏa sức mong muốn là sẽ được check in, chụp hình rồi làm đẹp. Nói chung là khi mà vào môi trường công ty thì mọi người thấy là mọi người sẽ lười hơn một chút. Và cảm giác là khi về nhà chỉ muốn về nhà thôi và muốn ngủ thôi, không có muốn làm gì hết. Có ai chung cảm giác đó với mình không? Là một KOL về beauty, fashion, daily là những gì mà Như đang xây dựng hình ảnh của bản thân. Trước đây Như từng có thời gian rất tự ti về bản thân mình, cảm giác thua thiệt khi hoàn cảnh và kinh tế không đủ đầu tư. Khi mới bắt đầu, có những job, Như chỉ nhận được sản phẩm thôi. Về sau lâu dần có kinh nghiệm và kỹ năng phát triển thì Như nhận được nhiều job hơn. Như thật sự cảm ơn những gì khó khăn trước đây để Như trở nên là một phiên bản tốt hơn. Thật sự là trong video này thì Như có rất là nhiều điều muốn chia sẻ cùng mọi người. Tuy nhiên, Như sẽ hẹn mọi người ở một video khác để tâm sự nha. Còn giờ thì mình sẽ quay trở lại với phần chính, đó chính là thực hiện clip check-in nha. Nãy giờ thì mọi người cũng thấy là mình đi dạo một vòng cửa hàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để thử đồ và thực hiện chiếc clip check-in của mình. Mọi người nhớ xem nha. La la la. Là con gái thì tủ đồ có bao nhiêu trang phục cũng không đủ. Hôm nay mọi người cùng Như đi mua sắm ở K&K Fashion nha. Nghe nói K&K đang có bộ sưu tập mới rất là tươi tắn và thiết kế các cấp kiểu dáng mới, nên Như cũng tò mò đến tìm vài chiếc đầm xinh để thực hiện buổi chụp hình sắp tới nè. Wow, đúng là đa dạng mẫu mã.
Ở đây được phân chia theo màu, như thích tông màu nào thì đến chọn ngay, không cần phải lăn tăn suy nghĩ. Kiểu dáng ở K&K theo hướng trưởng thành nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, thanh lịch. Đặc biệt là mismatch chất liệu vải rất tinh tế luôn nha. Nếu thích chất liệu hoa văn bay bổng hay chất liệu vải độc lạ cùng kích ao quyến rũ thì cũng có luôn nè. Đa phần trang phục ở đây thì như thấy phù hợp với nhiều dịp đi làm, đi chơi, dạo phố và cả tiệc tùng nữa. Chất liệu vải thì thoáng mát, dày dặn, chọn đi chọn lại nãy giờ thì nhiều rồi. Bây giờ thì vào thử đồ và xem như hợp với đồ nào nha. Đầm xinh ở K&K đang chờ mọi người đến trước em nói về nè. Bây giờ thì tôi đã ưng quá nhiều rồi, hốt hết tất cả luôn nè. Đi về thôi. Thành quả đi shopping một ngày thật là vừa lòng quá. Tình tên, vừa đi check-in vừa đi shopping thật là thích quá đi, thoải mái vô cùng. Mọi người thấy là mình làm việc công ty và làm việc bên ngoài thì mọi người thích công việc nào hơn? Đặc biệt là đối với mình thì mình yêu cả hai công việc cùng một lúc luôn. Và mình đang cố gắng để có thể sắp xếp thời gian cũng giống như là giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống bằng hai công việc này. Bây giờ mình sẽ xin dừng lại clip ở đây. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho mình và nhớ like và subscribe cho mình để mình có thể có nhiều động lực làm những video tiếp theo. Bye bye.